chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hello cả nhà. Nói đầu tiên, cô Lê Dung Vlog chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Hôm nay tiếp tục đi bắt cá ngát nữa nha cả nhà. Hôm nay tiếp tục đi còn lại cái bãi còn khúc nữa nha cả nhà. Thì hôm nay vẫn đi cùng với anh Hiệp xuống bãi của anh, năm nay mấy anh em mình quậy chắc rước luôn. Bảo kê cho anh em mình đã tới luôn đó cả nhà ơi. Đây, đi. Thì nước của đây nó rút màu hơi qua nữa. Quá cạn im rồi. Thấy lội bãi luôn mà. Im không? Nhiều lắm. Trời tao giỡn cậu tao biết rồi. Trời lớn. Để vậy. Mở cắt cho con cục tao biết nó đổ vô đây rồi. À. Lấp. Nè, bà lấy cái giật của mình cầm hạt cô bích đi. Thôi cầm trái mà. Ở giờ mày cầm cục cục hạt cái đó hả? Giật mình đi. Nó có cái chai dễ biết. Cá vô cái nó giật kìa. Rồi. Cá nằm đâu? Sợ bị đụng. Đó là đạp mày bánh á. Ừ. Đó là phải chồng có cái hàng. Ở chồng có cái hàng hết ghét á, ghét bích rồi. Dối ra này à. Cái này em chặt. Cái này đó là cái này. Rổ xào lên à. Càng xa dữ vậy trời. Rồi chưa? Đổ xào lên nè. Anh em quá. Bốn. Giờ mình kiếm trên trên đó mới được. Chui. Ở đâu? Cái bà. Trên trên đó mới được. Anh em, nó lặn xéo ra là có hàng giác á. Này ngay hàng tốt nè. Xéo lên xíu á. Quá em đụng cái giạc lên anh hả? Ở lắm đây mình ngọt trên đây nè. Cầm gì cầm được cái trái hả? Là kiếm hang thằng nó phải còn 2 mét. À. Ngắt đây. Cái mà đó. Ở đây có ngắt sình không? Bích rồi. Có hàng ghét đó không? Bối anh cái bể. Đạp chưa anh Trầm? Đang đạp đó. Đạp em đất. Đang lại phải không? Dạ, nó đang lại ra. Nó đang lại mà. Đang lại. Đạp quá rõ đi. Mà xuống dưới gần cái này gần một cái đùi á. Cái này mới làm đi miếng thì có càng lên chồng đất cục tự do đã lắm. Học cho biết có cá này. Cục 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 gì không? Còn cá vô không một cục. Có hả? Con ra rồi có gì? Để đây đừng lấy một cục cho anh ơi. Lấy cục cho mau đi, đặng mình đi kia nữa chứ bộ.
rồi nó ăn hướng nào lại hướng nào để chạy từ hướng đó đây nè, 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 đây xin đúng lắm nha, nãy giờ em lấy xin nhiều lắm rồi đấy. Tao giật cái mình rút mạnh lên nha. Rồi rồi. Tao móc đất rồi, tao mới nhóm gần hai rút lại rồi. Đất nó mềm. Đây đất mềm hả? Ừ. Ngày mai có chút. Tiền bối à. Chạy dưới cái đạc. Xuống đây chạy. Nó chạy rồi. Xét. Cái đường cắm nó cái dạp đó nha. Không có gì anh Hiệp. Dạ con. Mưa không? Trời ơi. Chú ngoài hả? Hai thức nước xong rồi nói. Dạ. Cái nhà ơi. Ra coi dở luôn đi tiếp anh hả? Hang nó đạp xuống. Ra con nó đuổi đạp đi. Hai con. Gan con còn con nuôi hả? Con xuống lụm luôn giấy, xuống nắm nuôi kéo luôn giấy. Trời ơi, đi đi. Rồi. Coi anh em. Coi anh. Gà giấy thằng gà đâu? Gà tới chưa? Tạm ra đường ra rồi. Cái này đường ra đây nè, không chú. Con ngồi ra luôn rồi đó. Lên giật. Lụm cặp cái coi. Cặp cái coi. Cặp chưa? Cặp xì. Không cặp. Quá im. Ôi ơi bữa nay.
con cá quát xuống đây làm. Con cá quát, con cá ngát. Cặp này có 2 kg ngoài à. Con ngát, con quát. Tiếp tục. Cặp này 2 con này bạn con qua. Yếu hơn nữa. Được 2 con nhỏ của chú anh chị. Sáng này anh em mình đi bẻ bắp chuối, mình nấu bún nước lèo ăn. Nhẹ nhé. Nhẹ. Xích cái quậy thôi. Móc má bén không chú, cầu sáp nó giòn ăn với nước lèo đã lắm nha. Mấy chú này là còn để cả miếng ăn bắp này làm ghém được rồi. Đi về nha. Đây những nhảy bún lên mình nấu bún nước lèo. Nó quá nè. Thử cái mùi biết nè. Cái gì anh dẫn em đi đào mà anh hỏi phải không? Tới nữa rồi đó. Đó nhớ ở đây có một bụi ngải bụi bói à. Bó, bó mắm đúng không? Bó tay chân chặt quá. Hôm qua mình đi bắt cá ngát cái nẹp thì được 2 con nữa nha. Anh em mình làm sạch rồi. Này mình muốn nấu bún nước lèo, mình có quay, quýt, bầm, 2 trái dừa, do ăn kèm thì có hẹ, giá, và salad. Anh Tài đang sắc chuối kìa. Bắp chuối cầu sáp nấu bún nước lèo. Bún nước lèo cá ngát nha anh Tài. Ngon. Lâu rồi, tính ra cũng năm mấy rồi, không ăn món này nha. Năm mấy hay năm gì rồi đó. Năm mấy rồi. Ừ. Đây, chú anh chị sẽ nấu bún nước lèo. Này có heo quay nữa. Trúng tủ hết kìa, mà này trúng tủ cả nhóm chứ đừng đủ thừa, trúng tủ anh Tài với Nhí không nha. Món này ai cũng thích hết. Món này ai cũng thích hết à. Nấu uống nước lèo cũng 40.000 mà đi đặt lương cũng 40.000 mắm. Lúc trước mình ăn rẻ hơn lương thôi nhé. Lâm mắm linh, lâm mắm sạch. Công thức của Nhí dễ nấu. Dập chào cho nó dậy. Nhưng mắm thì chú chị mình đi mua ngoài chợ. Mua mắm là sao không biết sao. Bọt dữ lắm. Ừ. Mắm là có bọt rồi đấy nha. Mắm có bọt. Mà vớt tới gọi hồi cũng bớt mua mắm. Ừ. Cá vô cá chín vớt ra. Cho cái bầm vô. Cái quyết vô nữa là lụm rồi phải không nhỉ? Ừ. Cái đầu đó chứ, đầu với đuôi. Cái mình chín chưa? Cái mình chút xíu. Trời trời. Để hồi nó gã.
cũng nước lèo mà gặp cái đầu cá ngát này. Còn gì bằng. Mỏ mở không nữa rồi. Hút một cái. Đường ngọt cho tí xíu bằng liêu, không có niêm muối thì mắm là mặn luôn, chút tí muối cũng được. Ăn chỉ có thằng chanh khỏi khỏi bỏ muối. Ừ, câu này mấy chục anh Tài? Phải 70. 70 hả? Ừ. Có đầu cá ngát không? Có đầu cá ngát. Món bảo bán bún nước lèo cho anh bán nửa cái đầu 70. Còn thịt nữa chi? Thịt quyết. Vô xích tài, xích tài. Chứ đâu còn nữa. Mình bảo quán nước lèo phải có tép, tôm, đồ. Nhưng mà này mình có gì mình nấu đó phải không? Có gì mình nấu đó. Sẵn cả ngang vậy, nấu cả ngang. Mà này nhiều quá. Tép tôm mà ăn hết. Mình bớt cá lại một chút. Mình cho như nước nửa cái, mình thêm cái gia vị, thêm miếng 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 gì đó. Như cá lóc người ta mua nguyên ngoài vậy đó. Anh tính như anh chuẩn bị mở quán vậy ha. Mà cá sẵn chết có đâu à. Dĩa. Cái này 70 chắc không bán, bán cái này 70 lỗ chết. Còn heo quay nữa hả? Heo quay quá trời, cái tô bún của mình. Canh chưa? Chưa. Ở chuyện gì vậy? Ở đây dễ trộn. Tôi muốn nhớ trên đường chưa? Đường gì quê nhà, bốc khói. Ồ, cái này thiếu mấy lá húng cây đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, hồi sáng em mua mà em quên mất tiêu luôn trời. Hào gỏi của anh em nè, có giá hẹ, cải salad và bắp chuối của chú anh chị. Nhìn đã. Tôi bún nó muốn tràn luôn kìa. Bán kiểu này chừng lỗ thiệt à. Lỗ thiệt cho dân. Nói chung ở nhà mình nấu á thì nó ăn nó thoải mái của chú anh chị. Có ăn là vậy đó. Ở nhà làm mà. Tô bún lúc nào nó cũng phải ngon hơn ở quán rồi. Đi quán làm gì được cũng vậy. Cù Lao Dung Vlog chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Mời cả nhà ăn cá ngát nấu bún nước lèo với anh em nha. Heo quay. Bọng này heo quay. Tớ một chuyện rồi. Nó cái này mới tới một chuyện rồi anh bạn. Ngon không? Chỉ chấm chưa? Như nước lèo mà nấu với cá ngát được không ạ? Cái mùi đăng thì làm nồi tôm càng. Đúng là cá nước ngọt nhanh quá. Cá nước ngọt siêu béo rồi. Đúng chuyện rồi đó. Còn tao chỉ muối ớt rồi kìa. Nghĩ rằng con nằm chết rồi.
cài mới ngon. Thêm anh Tài sắc vô bốn anh trái à. Có rồi đó. Có rồi kìa, có rồi kìa. Đừng sặc nha. Em xuống. Anh Tài không kiện rồi. Rồi đỏ mặt không người anh. Này anh Tài chơi anh nó chứ phải em. Chơi gì? Anh còn gấp chu thêm cho nó to anh nữa kìa, có phải chấm không đâu. Không, tại nó mặn. Quơ muối nhiều quá. Ừ. 70 không bán thịt tờ tờ rồi. Bán lấy gì ăn anh Tài? Bán lấy gì ăn? Biết nãy anh Tài nói 70 đưa 70. Ừ, ra quên nha. 70 cầm 70 đi mua, không ngược bằng này đâu. Mở hai cũng bự rồi, cá không bự ha. Cặp này hai con này 2 kg 50 nha cả nhà. Nó nhỏ hơn con nhìn kia nữa. Con kia 2 kg 4, hai con này có 2 kg 50. Đây, 2 kg 50. Cái hang này mình dòm cũng biết cá bự cá nhỏ rồi. Bằng cá này béo, hang cá này béo hơn bằng cá bự. Con cá bự luôn, cá nhát đực nó hiếm khi nào mình bắt được lắm, nó mập. Phải béo hơn. Bắt được con cá đó kêu bán cũng hơi cờ kiểu á. Dễ gì bán anh Cầm. Chứ phần mình bắt được có con. Con phải nhiều mình bán. Mình nhiều mình cũng bán, mà biết sao không? Con mình bán cái mình không có cá là mẫm thật. À, thường thường cá ngát đực á ở một ha một con là nhiều chứ ít có khi nào ở được 2 con đó. Đúng rồi. Khi nào cá ngát cái á thì con ngát con quá. Mà cũng hiếm khi mà bắt được 2 con cá ngát trong cùng một hang. Có vậy là mùa nước đổ về hên hên mình được cặp thôi. Hên hên á. Rồi đó giờ mình bắt cá ngát được có 1 lần hay gì vậy? Bắt 2 lần được 2 cá ngát không hay gì vậy? Còn như mình bắt lần con bự con một. Thì đợt cái hang đối gọn cặp 4 mấy rồi. Cặp 40 mấy đó là được 2 cá ngát thôi chứ còn đó giờ mình bắt 1 con cũng là 1 con cá ngát được. Chứ. Ngát. Như được rồi có tí thì đó. Hàng đó còn 3 kg mấy đó. Một con một không được 2 con. Với cái năm mà mình bắt với dầm tiền xuống 2 con hàng cá ngát còn ít biết không? Hàng cá ngát 6 kg. Hàng còn 2 con đó. Ra đợt đó cái tưởng nó cái vợ gắt đó. Cái vợ gắt thiệt chứ tưởng gì? Gắt đó. Đứt mặt khúc luôn đó. Lú gần nửa con cá. Rồi 2 con cá ngát, 1 con cái màu trắng 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 trắng. Cái vợ bự mà lỗ bị lớn mà nó gắt nó mặt nó đưa vào lúc mà. Hình như là lưới lỗ đăng á. Miếng lưới 160 m chia là 10 của anh Trầm đó. Có lú gần nửa cái đuôi ra đúng không? Coi clip đó phải không? Có coi lú ra gần nửa cái đuôi. Lúc đó coi có suy nghĩ rằng trời trời thả cá vô vậy lỡ nó ấy lỗ là sao hả? Lỗ luôn rồi sao? Không mà chắc cá ngang không có thả vô được đâu. Không tin là không tin cái đi mò tôm đâu phải không? Quá đã. Con cá ngát nha, mạnh mạnh đi. Bữa đó đạp cá đó ra hơi cực á, cái hang nó dài mà nó sâu nữa. Ngay bữa đó là ngay giờ đó là nước ương rồi. Cái con cá mà dễ ăn nhất là con cá mà lú cái đuôi ra đó. Chặt cái bụp giống một cái phớt. Xong nó hít cái ra nó tiêu. Phớt tiêu. Con ngách với con cá à. Mà nó làm ngay cái vực khẩm á cô chú anh chị. Vực khẩm bắt khỏe lắm. Giống cái hít cái mất tiêu rồi. Sát bên. Sát bên. Sáng sớm ba mùa mắm có gùi rồi. Từ đấy Tết mùa gùi mình dữ lắm à. Cô chú anh chị mình giống như xem kênh mấy năm nay thì đã quen với những cái hình ảnh mà anh em mình đi săn bắt về làm ẩm thực rồi. Anh sẽ cố gắng truyền tải tới cô chú anh chị những cái thứ mà nó đơn giản nhất, làm ẩm thực theo cái kiểu hồi xưa mình kiểu như dạng giống như nhà mình có gì mình nấu đó nha. Đó là cái hướng đi của anh em mình, nó đơn giản mà nó mộc mạc. Cá lóc ăn ngát lèo tôm tôm nó có ghi rồi không chẳng ai nước sao đập đăng rồi. Đạp đăng cái con nước 30 nó ngon hơn nước dầm. Sáng chăng. Nước dầm nó bị chăng.
nước 30 nó tối trời nó tôm cá nó dễ tôm vô. Cá nó dạng. Đạp mấy bãi hỏng á, đạp mấy con mới ngon hơn nước dần. Ừ. Đây bãi hỏng á, cái mấy lề với cái bãi nó sát bên. Còn như mà muốn đập gầm á, đập cái bãi lan á, bãi lan thì quá xa. Đúng rồi. Đáng ngàn nếu mà mình được đặt vô bãi ăn cọc, đặt mấy nước cầm cũng vẫn trúng bình thường. Ừ. Mấy cái bãi cũng cọc cũng quá trời xa. Bãi nó xa ra ngoài á. Này thì nó cắt cái mấy đăng của mình vô một mấy hai chục thước, còn nó bán hẳn cắt mấy thước mình xuồng tới động động chấm 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 thằng cắn chạy rồi chỉ còn tôm mà kéo đăng nó kéo nhẹ nhẹ. Ừ. Này nhớ thấy cũng có người đăng có, ừ, có. Nơi đó bãi con đăng mình là bãi lờ với bãi đăng, bãi lờ bãi đăng với hai nó là xưa người ta nhận đăng á, là một nước chỉ người ta đạp rồi ta bắt rồi người ta đạp rồi cái bãi đó mà không có kéo, là cũng như là cái bãi của người ta như là 200-300 thước người ta vừa cái chiều đăng người ta 300 thước đó. Kéo lên rồi nhận xuống, kéo lên nhận xuống, bãi này qua mấy bãi khác người ta không cho mình đăng, rồi qua chủ đất người ta không cho mình luôn. Bây giờ đó là sóng nó đánh ba cái chà, hồi xưa người ta chắc chà trong á, là người ta chắc không có cao nha, ta chắc lên khoảng nhiêu vậy nè, ta cầm xuống nó chừa lên nhiêu vậy nè, ta chắc dậy vô tới mấy chồng vậy đó cho tôm cá nó vô nó ở á. Ừ. Bãi của người ta là xưa người ta giữ là vậy đó, bây giờ cầm nhiều sóng đánh bắn cho nè. Ừ. Quá sóng quá sóng cái đó chà đó ấy, hồi xưa đăng bằng lưới cước. Ừ. Đó là người ta đạp lưới cước, lưới cước bây giờ người ta cũng đăng lưới cước nhiều, lưới cước không cước nó trúng hơn lưới của mình nha, tại vì nó bắt đủ các loại cá tép. Ừ. Đồng tôm, tôm dăm, cánh đối cái này cái nọ là nhiều lắm. Đăng lỗ như mình là bắt tôm đủ size cho lên không mà. Bắt lâu lửa không à. Đồng tôm thì đời nào mà dính. Tôm đâu dính đâu. Lỗ chà bá đâu dính đồng tôm được. Thì cái đối thì còn không dính. Cái đối bự mới dính. Bự mới dính. Ừ. Cái đối còn nửa bàn tay trở lên mới dính không à. Còn như nhỏ nhỏ hơn giò cái để chung rau đâu mất tiêu cái này. Thấy lúc đầu mình thấy nó chạy xanh nước chứ phải không? Nó phong rồi họ đâu mất tiêu chân à. Hy vọng hy vọng là con nước sau sẽ thuận nước, anh em mình trở lại với cái bộ môn đạp đăng mé nha cả nhà, bộ môn mà mong chờ năm làm được mấy tháng này, giống như kiểu kênh Cù Lao Dung mình săn bắt theo mùa, mình gom lại tính ra mình đạp đăng, mình gom lại đạp được mấy tháng chứ gom lại đạp tròn tròn không được 20 ngày kỳ nước mình đạp có ba bốn bữa. Ừ. Gom lại 3 tháng chắc cũng được 20 ngày kìa. Ừ, đúng rồi. Bữa nay mình xin dừng video tại đây nha cả nhà. Xin chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha. Bye bye.